Chào anh chị. Chào anh chị. Chào cả nhà. Chào cả. Đăng ký cho con. Nè con học đi. Chào nhiều quá hả? Con học đi. Nè để đây nè con viết nó mới dễ. Con viết đi. Con viết chữ nha. Con viết chữ đi. Chăm đàng hoàng. Chăm đàng hoàng.